Chúa đưa con vào mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng của ngàn. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày với Ngài, cho ngàn tội lỗi. Con sống cho Ngài từ đây, chẳng cuộc đời mới. Chúa là cây nho, con là cành nho. Cũng như muôn cành kết hợp cùng cây, Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Chúa muốn con là từ đây những người bạn thân. Để từ đây con chung mối hiệp thông cùng ba ngôi cực thánh, ngôi muôn trùng. Để từ đây sống luôn trong niềm vui Mẹ Hội Thánh dấu yêu ơi tuyệt vời. Để từ đây con không ngớt ngợi khen tình yêu Chúa muôn thánh ân siêu huyền. Để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tái lập giao ước, các bia ghi lề luật. Sách Xuất Hành, chương 34, từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước, và ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sáng ngày mai. Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Sinai và đứng chờ ta ở đó trên đỉnh núi. Không ai được lên với ngươi, cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi, ngay cả bò bê hay dê cừu cũng không được ăn cỏ trên sườn núi đó. Vậy ông Môsê đẽo hai bia đá giống như những bia trước, rồi sáng sớm ông thức dậy và lên núi Si-lai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tái lập giao ước, các bia ghi lề luật. Sách Xuất Hành, chương 34, từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước, và ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sáng ngày mai. Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Sinai và đứng chờ ta ở đó trên đỉnh núi. Không ai được lên với ngươi, cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi, ngay cả bò dê hay dê cừu,
cũng không được ăn cỏ ở trên sườn núi đó. Vậy ông Mô-xê đẽo hai bia đá, giống như những bia trước. Rồi sáng sớm ông thức dậy và lên núi Sinai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa hiện ra. Sách Xuất Hành, chương 34, từ câu 5 đến câu 9. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Ông Mô-xê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Giao ước. Sách Xuất Hành, chương 34, từ câu 10 đến câu 28. Đức Chúa phán: Này ta sắp lập một giao ước trước mặt toàn dân của ngươi. Ta sẽ làm những việc lạ lùng chưa hề được thực hiện trong một nước hay một dân nào. Toàn dân ở chung quanh ngươi sẽ thấy việc Đức Chúa làm, vì điều ta sắp dùng ngươi mà làm thì thật đáng sợ. Hãy giữ kỹ điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này ta sắp đuổi cho khuất mắt ngươi những người Emori, Canaan, Khết, Berizzi, Khivi, Servut. Hãy ý tứ, đừng lập giao ước với dân cư trong xứ nơi ngươi sắp vào, kẻo chúng trở thành một cạm bẫy ở giữa ngươi. Trái lại, bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi. Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, vì Đức Chúa mang danh là Đấng Ghen Tương, Người là một vị thần ghen tương. Ngươi không được lập giao ước với dân cư trong xứ, kẻo khi chúng đàn điếm với các thần của chúng và tế họ, chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ ăn đồ cúng của chúng. Ngươi sẽ kén vợ cho con trai ngươi trong số con gái chúng. Con gái chúng sẽ đàn điếm với các thần của chúng và làm cho con trai ngươi đàn điếm với các thần đó. Ngươi không được đúc tượng thần. Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ bánh không men. Trong 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng Aviv, như ta đã truyền cho ngươi. Vì trong tháng Aviv, ngươi đã ra khỏi Ai Cập. Mọi con đầu lòng đều thuộc về ta. Mọi con đực trong súc vật ngươi, con đầu lòng của bò cũng như của chiên, mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng trong số con cái ngươi thì ngươi sẽ chuộc lại. Không ai được đến tay không trước nhan ta. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động, nhưng ngày thứ 7 ngươi sẽ nghỉ. Dù đang vụ cày hay vụ gặt, ngươi cũng sẽ nghỉ. Ngươi sẽ mừng lễ các tuần, dâng lúa mì đầu mùa, rồi mừng lễ thu hoạch cuối năm. Mỗi năm 3 lần, tất cả đàn ông con trai của ngươi phải đến trước nhan Chúa Tể là Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel.
ta sẽ trút hữu các dân, cho chúng đi khuất mắt ngươi và mở rộng bờ cõi ngươi. Sẽ không có ai ham chiếm đất của ngươi khi ngươi đi lên để đến trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi mỗi năm 3 lần. Ngươi không được lấy máu của một tế vật nào mà dâng lên ta cùng với bánh có men. Tế vật lễ vượt qua, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Của đầu mùa tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy ghi chép những lời này, vì dựa trên chính những lời này mà ta đã lập giao ước với ngươi và với Israel. Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những tấm bia các điều khoản của giao ước, tức là thập điều. Ông Môsê lại xuống núi. Sách Xuất Hành, chương 34, từ câu 29 đến câu 35. Ông Môsê từ trên núi Sinai xuống, tay cầm 2 tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Môsê không biết rằng xe mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông Aharon và toàn thể con cái Israel thấy ông Môsê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Môsê gọi họ. Ông Aharon và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Môsê, thấy da mặt ông sáng chói. Ông Môsê lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. Mời cộng đoàn hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ nhất, cầu cho toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nương Cha chỉ đến, ý Cha đầy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nặng đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết bà tang xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thắm nơi Ngài. Chiều đôi núi tan về, năm nào Ngài chết treo con, thâm tự Ngài đã yên dâng, mau đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim, tuôn tràn tay xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con thân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như tham nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như tham nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như tham nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trăm ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin tham vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin tham vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này.
là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ nhất, cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hôm nay, con hãy dâng lên ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Bằng cách đó, con đã an ủi ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bản tính Chúa là trắc ẩn, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa, làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc tử nạn của Người, xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên thiên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sớm cùng mưu ma vây vùng khóc làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời đầy hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của Người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vinh thánh danh Giêsu chi thay, ơn thân trong tâm mình rất nhỏ mọn. Này là của ân lương thương thiên thần, đây chính thật ngôi lời ân đau mình, để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kinh lạy thánh Chúa ơi, con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình máu bánh rượu, vì thương chúng con nên đành tha mình, đem hiến dâng nuôi hồn chúng tư hèn. Tình yêu thương nào ai đã bao nên? Ôi kính lạy Chúa. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hàng sông và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ước ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhận quyền tuyển đôi Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được sự bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con, nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng dương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con. Lạy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa can khi chúng con hối hòm, chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn, khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng sạch Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Lòng thương xót Chúa tuôn trào như thắm kênh biển khơi, sóng nước dâng cao rửa sạch mây mù đen tối. Chúa ơi, xin thương xót con là kẻ có tội, ăn năn thông hối nguyện Chúa dù tình thứ tha. Chúa như người cha luôn luôn thứ tha dù con xa rời Ngài, Chúa như mẹ hiền nâng niu con trên đá.
dày mây mù đen tối. Chúa ơi, xin thương xót con là kẻ có tội, ăn năn không hối, nguyện Chúa dù tình thứ tha. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hương, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đứng Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.